Năm La Mã phẩm nhỏ. Sự có mặt. Do sự có mặt của ba pháp này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự có mặt của lòng tin này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí này, các tỷ kheo, tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của ba pháp này, này các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Ba sự kiện. Do ba sự kiện này, các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba? Ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, giới tâm ly cấu uế của sang tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí. Do ba sự kiện này, này các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thích thấy người giới hạnh, muốn được nghe diệu pháp, nhiếp phục uế sang tham, vì ấy gọi có tin. Ba lợi ích. Thấy rõ ba lợi ích này, lý do lợi ích là cần thiết cho một người thuyết pháp cho người khác. Thế nào là ba? Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Người thuyết pháp và cả người nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Thấy rõ ba lợi ích này, này các tỷ kheo, là cần thiết cho một người thuyết pháp cho người khác. Trường hợp. Có ba trường hợp. Này các tỷ kheo, cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. Thế nào là ba? Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe pháp liễu giải pháp. Ai thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Có ba trường hợp này, này các tỷ kheo, là cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. Bổn phận. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Thế nào là ba? Bố thí này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Xuất gia này các tỷ kheo, được tuyên bố. Hầu hạ cha mẹ này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Biết bố thí thiện sĩ, bất hại chế ngự căn, tự điều hầu mẹ cha, các vị sống phạm hạnh, bổn phận kẻ thiện khen, người hiền thực hiện chúng, bậc thánh thấy rõ vậy, đạt được đời an lạc. Bậc giới hạnh, gần làng hay thị trấn nào, này các tỷ kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện được gặt nhiều công đức. Thế nào là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý. Gần làng hay thị trấn nào, này các tỷ kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện này được gặt nhiều công đức. Hữu vi. Có ba tướng hữu vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp hữu vi. Thế nào là ba? Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp hữu vi. Có ba tướng vô vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp vô vi. Thế nào là ba? Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng vô vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp vô vi. Núi. Dựa vào vô núi Tuyết Sơn, này các tỷ kheo, các cây sa la to lớn được lớn lên với ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây. Chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non. Chúng lớn lên về giác cây và lõi cây.
dựa vào vua núi Tuyết Sơn. Này các tỷ kheo, các cây sa la to lớn được lớn lên với ba sự tăng trưởng này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên với ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các tỷ kheo, các người trong gia đình được lớn lên với ba sự tăng trưởng này. Như núi đá sừng sững trong rừng sâu rừng rậm, các cây lớn dựa vào lớn lên những thần rừng. Cũng vậy, thiện nam tử có lòng tin với đức, vợ con và gia quyến, dựa vào để lớn mạnh, với tùy tùng bà con nhờ cậy để sinh sống, thấy vị giới hạnh làm, với bố thí thiện hành. Nếu chúng có mắt sáng, chúng làm theo vị ấy. Ở đây làm đúng pháp, con đường đến cõi lành trong thiên giới hỷ lạc, ước muốn được quan hỷ, nhiệt tình tinh tấn. Có ba trường hợp này các tỷ kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba? Các ác bất thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh, đừng cho sanh. Các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh, để chịu đựng. Các thân thọ đã sanh khổ đau, nhói đau, da diết đau, gai gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp này, này các tỷ kheo, cần phải nhiệt tình làm mạnh. Khi nào, này các tỷ kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh, đừng để cho sanh. Đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh, để cho sanh khởi. Để chịu đựng, các thân thọ đã sanh khổ đau, nhói đau, da diết đau, gai gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chân chánh đoạn tận khổ đau. Giặc cướp. Do đầy đủ ba điều kiện, này các tỷ kheo, một tên cướp lớn có thể giặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chặn cướp. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào rừng rậm, dựa vào kẻ có quyền lực. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào con sông khó lội qua hay sự quanh co hiểm trở của núi non. Như vậy, này các tỷ kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào rừng rậm? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm cỏ hay rừng rậm cây hay khóm rừng hay đám rừng lớn rậm. Như vậy, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của vua và nghĩ như sau: nếu có ai kết tội ta, các vua ấy hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích cứu thoát ta. Và sự thật là như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực. Do đầy đủ ba điều kiện này, này các tỷ kheo, một tên cướp lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chặn cướp. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ác tỷ kheo đầy đủ ba pháp, tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào rừng rậm và dựa vào kẻ có quyền lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào sự hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo đầy đủ với thân hành quanh co hiểm trở, với ngữ hành quanh co hiểm trở, với ý hành quanh co hiểm trở. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào quanh co hiểm trở. Và này các tỷ kheo,
thế nào là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo có tà kiến, đầy đủ những tri kiến đi đến cực đoan. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào kẻ có quyền lực? Ở đây, này các tỷ kheo, dựa vào các vua hay các đại thần của vua? Ác tỷ kheo nghĩ rằng, nếu có ai kết tội ta, các vua ấy hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích cứu thoát ta. Và sự thật là như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào kẻ có quyền lực. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Sáu La Mã, phẩm các Bà La Môn. Hai người, có hai vị Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Những Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, đã 120 tuổi, nhưng các ông không làm điều lành, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà La Môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết, dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết, dắt dẫn như vậy, này các Bà La Môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao hay ngọn đèn, là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. Đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa, hãy luôn luôn quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. B. Hai người, rồi hai vị Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đi đến Thế Tôn, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, đã 120 tuổi, nhưng các ông không làm điều lành, là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. Trong ngôi nhà bị cháy, đồ đạc được đem ra, đồ ấy lợi cho nó, không phải đồ bị cháy. Cũng vậy, đời bị cháy do già chết thiêu đốt, nhờ bố thí tự cứu, kéo cứu đồ bố thí. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Vị Bà La Môn. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên. Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu, tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu,
Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm uế nhiễm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, tâm khổ, tâm mưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, tự mình giác hiểu. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, tự mình giác hiểu. Thật chi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Bà La Môn cư sĩ. Rồi một Bà La Môn du sĩ đi đến. Thế Tôn sau khi đến ngồi xuống một bên, Bà La Môn du sĩ bạch Thế Tôn: pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Tham ái được đoạn trừ, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Vị ấy làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm uế nhiễm, này Bà La Môn. Bị si làm mê mờ, này Bà La Môn. Bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình, nên suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, thời không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về ý. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích cho mình, không như thật rõ biết lợi ích cho người, không như thật rõ biết lợi ích cho cả hai. Si được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích cho mình, như thật rõ biết lợi ích cho cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Thật chi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Niết bàn. Rồi Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: thiết thực hiện tại là niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, niết bàn là thiết thực hiện tại, được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm uế nhiễm, này Bà La Môn. Bị si làm mê mờ, này Bà La Môn. Bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm,
nên suy nghĩ đến hại mình, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, được người trí tự mình giác hiểu. Khi vị ấy, này Bà La Môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, được người trí tự mình giác hiểu. Thật chi diệu thay, tôn giả Gotama mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Người giàu có. Rồi một Bà La Môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà La Môn giàu có lớn bạch Thế Tôn: Còn có nghe, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn thuở xưa, các trưởng lão tuổi lớn, bậc thầy của các bậc thầy nói rằng, thuở xưa thế giới này quá sung mãn với người, người ta nghĩ như một vực sâu không có sóng. Các làng, các thị trấn, các kinh thành quá gần để một con gà trống có thể bước từ chỗ này qua chỗ kia. Do nhân gì, thưa tôn giả Gotama, do duyên gì? Ngày nay loài người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các thành phố trở thành không thành phố, các quốc độ trở thành không quốc độ. Ngày nay, này Bà La Môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, chúng cầm gươm sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các quốc độ trở thành không quốc độ. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn, vì vậy bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế? Các quốc độ trở thành không quốc độ. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị các tà kiến chi phối, các loài dắt kha dạ xoa thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy nhiều người mạnh chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các quốc độ trở thành không quốc độ. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Vacchakota. Rồi du sĩ Vacchakota đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Du sĩ Vacchakota thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, tôi có được nghe Sa môn Gotama nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử của những người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho các đệ tử của những người khác không có quả lớn. Thưa tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, không có quả lớn. Những người nói như vậy có phải nói đúng lời nói của tôn giả Gotama, không có xuyên tạc tôn giả Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp? Và những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc tôn giả Gotama. Này Vajra, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau: Cần phải bố thí cho ta, có được quả lớn, những người ấy không nói đúng với lời nói của ta. Họ đã xuyên tạc ta với điều không thật.
họ đã nói láo: Này Vatsa, ai ngăn chặn người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh mất ba vật. Thế nào là ba? Người ấy làm chướng ngại người cho không được công đức, người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thí, và tự ngã người ấy trước đã mất gốc lại càng bị thương tổn hơn. Này Vatsa, ai ngăn chặn người cho không bố thí người khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy và đánh mất ba vật. Này Vatsa, ta nói như sau: những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn hay đồ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưới với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống, do nhân duyên ấy, này Vatsa, ta nói có đem lại công đức, còn nói gì đối với loài người? Lại nữa, này Vatsa, ta tuyên bố rằng bố thí cho người có giới hạnh được quả lớn, bố thí cho người ác giới không được như vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp. Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, sân đã được đoạn tận, hôm trầm thùy miên đã được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghi đã được đoạn tận. Năm pháp này đã được đoạn tận. Năm pháp nào đã được đầy đủ? Đầy đủ vô học giới uẩn, đầy đủ vô học định uẩn, đầy đủ vô học tuệ ẩn, đầy đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn. Vì ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây ta tuyên bố rằng bố thí cho người đã đoạn tận năm pháp, đầy đủ năm pháp có quả lớn. Như trong một đàn bò có con đen, trắng, đỏ, màu hung hay có đốm, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì liền mắc vào gánh nặng. Cũng vậy giữa loài người, dầu có sinh chỗ nào, hoàng tộc Bà La Môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp hay hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy ai đều phục thuần thục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thật biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc, việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia không chấp pháp tịch tịnh, phước điền ấy vô cấu, quả lớn đáng cúng dường, như kẻ ngu không biết, thiếu trí ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần kẻ thiện. Những ai gần kẻ thiện, có tuệ tôn bậc hiền, họ tin bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh gia đình tốt, bậc trí tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn. Tikanna 1. Rồi Bà La Môn Tikanna đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn: ngồi xuống một bên, Bà La Môn Tikanna trước mặt Thế Tôn tán thán các bậc Bà La Môn có đầy đủ ba minh. Phải, này Bà La Môn, họ là bậc có ba minh. Phải, các Bà La Môn có ba minh. Cho đến như thế nào, này Bà La Môn? Các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh. Nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế luận tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn diễn tả ba minh của các vị Bà La Môn. Thật là khác, này Bà La Môn, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác ba minh trong luật của bậc thánh. Như thế nào, thưa tôn giả Gotama, là ba minh trong luật của bậc thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba minh trong luật của bậc thánh,
Vậy Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 2. Thưa vâng Tôn giả. Bà La Môn Tikana dâng đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau: Ở đây này Bà La Môn, tỷ kheo ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Giới tầm với tứ làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 3. Giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, đây là minh thứ nhất đã đạt được. Vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 4. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai đã đạt được. Vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 5. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân các lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát.
vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đây là minh thứ ba đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 6. Giới hạnh không cao thấp, khôn khéo và thiền tịnh, giới tâm được chinh phục, nhất tâm khéo định tĩnh, bậc trí đoạn mê ám, ba minh diệt tử thần. Vị ấy được tôn xưng đại hạnh cho trời người, bậc đoạn tận tất cả, đầy đủ cả ba minh, an trú không mê vọng, đức Phật bậc giác ngộ, bậc chứng thân tối hậu. Chúng lễ Gotama, ai biết được đời trước, thấy thiên giới, đọa giới, vị ấy là đạo sĩ, đoạn sanh đạt thắng trí. Vị Bà La Môn nào chứng được ba minh này, ta gọi là ba minh, không như thường được gọi. Như vậy, này Bà La Môn, là ba minh trong luật của bậc thánh. Thật khác, thưa tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà La Môn. Thật khác là ba minh trong luật của bậc thánh. Và thưa tôn giả Gotama, người có được ba minh của các Bà La Môn không sánh bằng 1/16 của vị chứng ba minh trong luật của bậc thánh. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Janusoni. 1. Rồi có Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: ai làm lễ tế đàn, thưa tôn giả Gotama, hay ai làm lễ cúng linh, hay ai có bố thí, cần phải bố thí các vật ấy cho các vị Bà La Môn có ba minh. Cho đến như thế nào, này Bà La Môn, các vị Bà La Môn diễn tả một Bà La Môn có ba minh. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế, luận tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác, này Bà La Môn, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác ba minh trong luật của bậc thánh. Như thế nào, thưa tôn giả Gotama, là ba minh trong luật của bậc thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết giảng cho chúng tôi về ba minh trong luật của bậc thánh, vậy Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Janusoni dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 2. Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo Lý Dục ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Đây là minh thứ nhất đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 3. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 4. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa.
Đây là minh thứ ba đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, ai đầy đủ giới hạnh, tinh cần và định tĩnh, giới tâm được chinh phục, nhất tâm khéo định tĩnh, ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, vị ấy là đạo sĩ, đoạn sanh đạt thắng trí. Vị bà la môn nào chứng được ba minh này, ta gọi là ba minh, không như thường được gọi. Như vậy, này bà la môn, là ba minh trong luật của bậc thánh. Thật thế, thưa tôn giả Gotama, là ba minh của các bà la môn. Thật khác là ba minh trong luật của bậc thánh. Và thưa tôn giả Gotama, người có được ba minh của các bà la môn không sánh bằng 1/16 của vị chứng ba minh trong luật của bậc thánh. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng Sangharava. Một, rồi có bà la môn Sangharava đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà la môn Sangharava bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các người khác làm lễ tế đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa tôn giả Gotama, ai xuất gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được niết bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. Vậy này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông kham nhẫn như thế nào? Hãy như vậy trả lời, ông nghĩ thế nào này Bà La Môn? Ở đây Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc hiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy nói như sau: đây là con đường, đây là đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, ta đã thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình giới thắng trí, chứng đạt an trú và tuyên thuyết. Các người hãy đến, hãy như vậy thực hành, các người sẽ thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình giới thắng trí, chứng đạt và an trú. Như vậy, vị đạo sư này thuyết pháp và các người khác như thật hành trì. Số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. Ông nghĩ thế nào này Bà La Môn? Sự việc là như vậy. Thời con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng chỉ đến một người hay ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. Sự việc này là như vậy. Thưa tôn giả Gotama, con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. 2. Được nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: trong hai con đường này, này Bà La Môn, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn và lợi ích hơn? Được nghe nói vậy, Bà La Môn Sangharava nói với tôn giả Ananda: như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Lần thứ hai, tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: này Bà La Môn, ta không hỏi ông như vậy, những ai là đáng đảnh lễ hay những ai là đáng tán thán? Này Bà La Môn, như thế này ta hỏi ông, này Bà La Môn, trong hai con đường này, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn? Lần thứ hai, Bà La Môn Sangharava nói với tôn giả Ananda: như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng đảnh lễ và đáng tán thán. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: này Bà La Môn, ta không hỏi ông như vậy, những ai là đáng kính lễ hay những ai là đáng tán thán? Này Bà La Môn, như thế này ta hỏi ông, này Bà La Môn,
trong hai con đường này, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn? Lần thứ ba, Bà La Môn Sangharava nói với Tôn giả Ananda: Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Ba, rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau? Cho đến lần thứ ba, Bà La Môn Sangharava được hỏi một câu đúng pháp lại tránh né, không trả lời. Vậy ta hãy giải tỏa việc này. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangharava: Này Bà La Môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại? Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay trong cung điện nhà vua, câu chuyện như sau đã khởi lên khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. Thuở xưa, các tỷ kheo ít hơn, nhưng nhiều hơn là các pháp thượng nhân. Các thần thông thần biến được thị hiện. Ngày nay, các tỷ kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là các pháp thượng nhân. Các thần thông thần biến được thị hiện. Thưa Tôn giả Gotama, đấy là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. 4. Này Bà La Môn, có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Thần thông biến hóa, thần thông trí thuyết, thần thông giáo hóa. Này Bà La Môn, thế nào là thần thông biến hóa? Ở đây, này Bà La Môn, có người chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. 5. Và này Bà La Môn, thế nào là thần thông trí thuyết? Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên nhờ tướng. Như vậy là ý của ông như thế này, là ý của ông như thế này, là tâm của ông. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi nhân hay của chư thiên liền nói lên. Như vậy là ý của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông. Nếu vị ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng loài người hay loài phi nhân hay chư thiên mà nói lên, nhưng sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư liền nói lên. Như vậy là ý của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông. Nếu dễ nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người không nói lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng loài người hay phi nhân hay chư thiên, không nói lên sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư, nhưng thành tựu định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo hành ý của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông trí thuyết. 6. Và như thế nào, này Bà La Môn, là thần thông giáo hóa? Ở đây, này Bà La Môn, có người giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái kia và an trú. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Này Bà La Môn, có ba loại thần thông này. Trong ba loại thần thông này, ông có thể chấp nhận loại thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông này, ở đây có người chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, có
có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này đối với tôi được xem tánh chất như là huyễn hóa. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người nhờ tướng nói lên. Sau khi nghe tiếng chư thiên, sau khi nghe tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư với tâm của mình, rõ biết tâm của người khác. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này đối với tôi được xem tánh chất như là huyễn hóa. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, hãy đạt đến cái kia và an trú. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và thù diệu hơn trong ba loại thần thông. Thật là vi diệu, thưa tôn giả Gotama, thật là hy hữu, thưa tôn giả Gotama. Vấn đề này được tôn giả Gotama khéo nói như vậy. Chúng tôi thọ trì rằng tôn giả Gotama có thành tựu cả ba loại thần thông này. Thật vậy, tôn giả Gotama có thể chứng được nhiều loại thần thông. Thật vậy, tôn giả Gotama thành tựu được định không tầm, không tứ với tâm của mình, rõ biết tâm của người khác. Tùy theo ý hành của tôn giả Gotama hướng đến chỗ nào, thời tâm của tôn giả Gotama lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Thật vậy, tôn giả Gotama giáo giới như sau: hãy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy. Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy. Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái kia và an trú. 7. Thật vậy, này Bà La Môn, lời nói của ông trước như là chống ta, sau xích lại gần ta, và ta sẽ trả lời cho ông: này Bà La Môn, ta chứng được nhiều loại thần thông. Này Bà La Môn, ta thành tựu được định không tầm không tứ với tâm của mình, rõ biết tâm của người khác. Tùy theo ý hành của ta hướng đến chỗ nào, thời tâm của ta lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Này Bà La Môn, ta có thể giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy. Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy. Hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái kia và an trú. Thưa tôn giả Gotama, có một tỷ kheo nào khác cũng thành tựu được ba loại thần thông này ngoài tôn giả Gotama? Này Bà La Môn, không phải chỉ có 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn nữa là các tỷ kheo thành tựu được ba loại thần thông này. Nhưng thưa tôn giả Gotama, này các tỷ kheo ấy hiện ở đâu? Này Bà La Môn, trong chúng tỷ kheo này. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc, cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama thuyết giảng với nhiều pháp môn. Còn này xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng